Câu chuyện các siêu thị nước ngoài tại Việt Nam đồng loạt đòi tăng chiết khấu của các sản phẩm có xuất xứ nội địa, một lần nữa cảnh báo với các doanh nghiệp rằng quá trình hội nhập đã đến rất gần và sự cạnh tranh khốc liệt không chỉ có trên thị trường quốc tế mà còn đâu đó ngay trên sân nhà của mình. Để có ưu thế hơn trong cuộc cạnh tranh này, không gì khác hơn ngoài việc cải tiến chất lượng để giữ chân người tiêu dùng. Đây là nhận định chung của hầu hết các chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ. Phát triển từ một cơ sở chế biến thực phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Tiến Nga đã được ra đời vào năm 2000. Cuộc sống và tập trung lao động sáng tạo. Do đó đến nay, công ty Tiến Nga vẫn là một trong số những doanh nghiệp tự hào giữ vững niềm tin khách hàng bằng chính chất lượng của sản phẩm và uy tín của doanh nghiệp. Sản phẩm của Tiến Nga đang từng bước chinh phục thị trường khách hàng phía Bắc và quốc gia láng giềng là Campuchia.